nhà. Mình đang đứng ở dưới cây bông giấy trước cửa nhà mình nè. À, ngày hôm nay trời nắng rất là đẹp. Tuy nhiên có một người ở nhà một mình, đó là mình. Cả nhà đều đã có công việc, đi dạy và đi làm, đi khám bệnh hết rồi. Và mình ở nhà một mình. Cho nên mình là sẽ quay sơ sơ cái căn nhà của gia đình mình ở tại thị xã Cai Lậy. Trước hết là tại vì có một số cô chú bác, dì cậu ở trong gia đình chưa có được biết đến căn nhà của mình, cho nên mình quay rồi mình để lên YouTube luôn để cho mọi người có thể vào coi và mình không cần phải gửi đi nhiều người. Thứ hai nữa là nhân đây thì cũng có bạn bè của mình thì mình cũng giới thiệu luôn căn nhà ở tại thị xã nha. Nhà mình thì hồi xưa ở dưới quê. Quê mình ở xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang á, ở vườn, cho nên là cũng khá hẻo lánh và buồn. Khoảng hơn một năm nay thì gia đình mình đã mua được căn nhà ở đây, cũng khá thuận tiện. Nhà mình cách chợ Cai Lậy có 200m thôi, đi bộ là khoảng 10 phút đó. Cho nên cũng rất là vui, và xung quanh mình là khu vực này toàn là nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, các quán ăn, quán nhậu, rất là nhộn nhịp vào buổi tối. Nhưng mà cũng khá yên tĩnh cho gia đình mình, bởi vì là đi rất là gần, nhưng mà cũng có được một cái phạm vi rất là yên bình, ngay mặt đường luôn, nhưng mà phải đi khoảng 200m nữa mới tới chợ nha. Thì thôi bây giờ mình quay cảnh xung quanh nhà nhé. Ở đây là cây bông giấy mé bên tay phải khi mà bước vào cổng nhà, và mình không thể ra ngoài cổng được là lý do ở nhà đã khóa cửa và mình không có chìa khóa để mà mình mở ra, cho nên mà cứ có cái chuyện gì chắc là mình phải leo rào mình ra thôi quý vị ơi. Cho nên là mình không thể quay cảnh ở ngoài mặt đường được. Tuy nhiên ở đây là cái mặt lộ xe cộ đi qua đi lại cũng khá là đông đảo. Kế bên nhà mình là có một cái lò bánh mì, cho nên là có thể ăn bánh mì bất cứ lúc nào, nóng giòn vừa thổi vừa ăn. Xung quanh nhà thì cha mình có trồng rất là nhiều kiển, từ nguyệt quế cho tới mai vàng, sứ, rồi bông sen, nhiều lắm. Ở bên đây là một bên, đây một bên. Còn ở bên đây cũng vậy luôn, hai bên đều có cái phong cảnh. Và xa xa đó là nhà của mình, nhà mình mua lại của người ta, nhưng mà cái thiết kế ở bên ngoài nhìn cũng rất là bắt mắt, dễ thương. Mình không biết kiểu nhà này là kiểu nhà Thái hay là nhà gì đó, nhưng mà nhìn nó cũng hay hay và mình cũng rất là thích. Xung quanh thì có rất là nhiều cái cây kiểm mà cha mình trồng, nhìn có vẻ cũng rất là xanh mát. Mặc dù bây giờ là trời đang rất là nóng, mình cũng hơi hơi bị khình khình nè mọi người, nắng nóng vậy đi ra quay phim. Ok, thế bây giờ mình đi vào bên trong để cho mọi người xem căn nhà bên trong của mình như thế nào nha. Nhưng mà mọi người có thể thấy nè, là cái khoảng cách từ ngay chỗ cổng nhà mình vào trong sân rất là sâu luôn đó, cho nên là dù xe cộ mình chạy ngang chạy lại ở đây mà mình vào nhà mình đóng cửa kiến lại thì cũng rất là yên tĩnh. Mọi người có nghe cái tiếng gà gáy không? Nó cũng vừa thành thị mà vừa nông thôn, nghe cũng rất là hay ha. Và bên hông nhà mình đây đó là một cái đường đi, rồi bên hông nữa là một cái khu vườn mà có rất là nhiều dừa mọi người. Nhưng mà đáng tiếc là bây giờ người ta đang định phá những cái cây dừa, những cái hàng dừa này xuống để mà người ta làm lên nhà cửa để cho thuê mặt bằng đó. Cái khu vực mình ở đây là gọi là khu vực thành thị mới, có nghĩa là từ đất vườn á, người ta phá, người ta làm lên đất thổ cư, người ta xây rất là nhiều luôn. Tí xíu nữa thì mình sẽ dẫn ra cho mọi người xem một cái miếng đất nhỏ xíu thôi, 4m6 chiều ngang và 17m chiều dài đó, mà trị giá tới hơn 600 triệu đồng Việt Nam, là khoảng 27-28 ngàn đô la Mỹ. Đất ở đây rất là mắc mỏ luôn nha. Bây giờ mình dần dần trong nha. Ở đây là anh rể mình có trồng một cái
chậu sen, và bây giờ thì hết bông rồi nhưng mà cũng có vẻ rất là lãng mạn. Và có cả một ông già ngồi câu cá nhìn cũng hay hay ha. Và đây là cái bông sen sau khi đã tàn rồi trở thành một cái sen này có thể ăn được khi mà nó lớn nè. Ở đây là những cái hạt nhỏ nhỏ đó. Rồi, bông hồng thì cũng đã tàn, một cái chậu bông hồng rất là to luôn. Bên đây là cây nguyệt quế, bên tay trái mình nguyệt quế, còn đây là cây mai vàng. Vào mùa xuân đó, gần Tết đó, thì ra hoa rất là đẹp luôn. Ở dưới thì có hoa 10 giờ, nhưng mà hoa 10 giờ ra nhiều quá rồi cha mình nhổ bớt. Còn đây là một chú chó chi qua quà của nhà mình, của bạn Chi tặng. Và chú chó này rất là dễ thương, tên là Cherry. Nhà mình có hai con chó, một chó trắng và một chó đen, tên Tom và Cherry. Đặt tên không có liên quan gì tới hai cái nhân vật Tom and Jerry á, tại vì Tom and Jerry là chú mèo và chú chuột, còn đây là hai chú chó. Rồi ở đằng kia đó, đằng kia là Tom đó, Tom đang buồn ngủ kìa. Tom dậy Tom, ở nhà coi nhà mà sao nằm ngủ gật vậy Tom hả? Hiền lắm, con đó nó hiền lắm. Rồi bên đây thì mình có hoa giấy. Ở đây cái cây này nhìn cũng có tướng lắm nè, giống như con hươu ha. Có cái ớt nữa kìa. Bông lan thì mấy ngày này thì anh rể mình đã cắt bông hết rồi. Mấy bữa trước mình về đó còn hoa rất là nhiều, nhưng mà nó đã gần tàn đó cho nên anh cắt bỏ đi. Rồi cái tấm xanh xanh ở trên đây là để che bóng mát cho trước cửa nhà. Đây lại còn thêm vài cái cây lan nữa nè. Ở dưới này thì có trồng những cái bông này là bông gì ta? Bông huệ hả? Bông huệ. Rồi. Coi nè, nằm biếng. Nằm biếng hả con? Thôi đó, ngủ dậy rồi. Dương dai kìa. Thấy ghét không? Đây, chó trắng, chó đen. Tom and Jerry. Rồi, bây giờ mình đi vào nhà nha. Cái nền nhà này người ta làm cũng rất là sạch, cái đá này là sạch sạch và mát, mình không có thấy dễ bị dơ á. Nhà mình vào thì ở ngoài là cửa kính, tại vì ở trong là trang bị máy lạnh á. Rồi phía trong nữa là cửa gỗ, đây là cửa gỗ có hoa văn rất là đẹp luôn. Cửa rất là nặng luôn nha mọi người, cửa này mình xếp lại được đó, mình xếp hai cánh lại. Ở bên đây hai cánh và bên đây hai cánh nữa. Đây. Rồi mình xếp lại. Quạt máy thì mở liên tục nếu mà mình không có bật máy lạnh. Và từ ở trong nhà mình nhìn ra ngoài thì cũng rất là xanh mát. Rồi bây giờ mình quay ngược lại vào trong. Thì mình rất là ấn tượng với lại cái bức tranh những chú ngựa này. Này là chủ nhà cũ người ta đã làm sẵn luôn. Và đây là không biết là bằng chất liệu gì nha, nhưng mà nhìn trông có vẻ giống như là đá cẩm thạch, nhưng mà thực ra đây là tranh vẽ. Nhìn giống là hình vẽ 3D ha, hình vẽ nổi. Nhưng mà mới đầu mình nhìn vào là mình tưởng đâu nguyên vàng đá cẩm thạch không, mới ghê chứ. Rồi bên đây là bộ sofa và đây là máy tính của mình để mình làm video YouTube. Và bàn thờ, đây là có bàn thờ có ông với bà của mình. Đây là có những cái phần trưng bày ha, có những cái chai rượu mà mình mang từ ở bên Mỹ về đó. Black label, red label để dành chân chơi chứ không uống. Đây là cái ghế bố mà mẹ mình thường hay ngồi chơi. Trước là hình ảnh của chị ruột của mình đó, chị gái mình với anh rể mình. Đây là cha với mẹ của mình hồi xưa nè.
Cha mình hồi xưa cũng đẹp trai phong độ, mẹ mình đã từng là hoa khôi của trường phổ thông trung học thì phải. Còn đây cái món cơm cháy khô gà mà mình vừa mua ở ngoài chợ 70.000 một hộp như vậy, chưa ăn thử, tí xíu mình sẽ ăn thử. Và như mọi người thấy là có rất là nhiều sách vở ở đây, bởi vì chị gái của mình là giáo viên, anh rể của mình cũng giáo viên luôn, cha mẹ mình cũng đã từng là giáo viên và bản thân mình cũng đã từng là giáo viên. Rồi bây giờ ở trên đây thì mình thấy là có tường á, âm vào một cái chỗ như vậy để mà mình bật đèn. Mình thì mình không biết bật những cái đèn này lên, thì vì đèn lên nó cũng rất là đẹp mọi người. Đó, thì có phía trên trên kia là hình của bà ngoại mình nè, bà ngoại mình á, mà bà ngoại mình mất cách đây một năm mấy rồi, nhưng mà mình cũng chưa có cơ hội để về thăm mộ bà. Vài bữa nữa mình sẽ về thăm bà. Còn đây là em bé Anna, mẹ mình ở bên Mỹ, là mẹ mình giữ em bé này được mấy tháng nè, mà rất là cưng em luôn, cho nên nó về đây là đem theo hình em để đây nè. Ở nhà không có hình của ai hết mà có hình của Anna, cưng chưa? Bé Mai cũng được 16-17 tháng gì rồi, bà về bà nhớ bé Anna lắm. Rồi đó là phòng khách nhà mình. Rồi đi ra đây thì mọi người thấy không, cái xe vàng vàng này không, đó là siêu xe của mình. Về đây nhà không cho mình đi xe Dream, tại vì mình chống chân không tới, với lại sợ tốc độ nhanh nguy hiểm, cho nên là cho mình sử dụng chiếc siêu xe màu vàng này là rất là độc đáo và dễ sử dụng. Bên đây thì chỗ để dài, và mọi người thấy là cái những cái bình này nè, là bình đựng mật ong nha, bình đựng mật ong nhãn mà chị mình á là đem lấy từ những cái chỗ nuôi ong đó, rồi đem về trữ ở đây. 100% là mật ong nhãn, không qua xử lý gì hết. Và chị mình có bán mật ong, cho nên nếu mà các anh chị cô bác nào ở Việt Nam mà muốn mua mật ong 100% organic là thiên nhiên đó, không qua xử lý, thì có thể liên hệ với chị mình. Số điện thoại là 0982 945494. Chị ship đi hình như là rất là nhiều nơi trên nước Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn. Một lần nữa mình xin quảng cáo cho chị mình bán mật ong 100%, mật ong nhãn 100% không qua xử lý. Số điện thoại là 0982 945494. Trời, quảng cáo cho bà chị mình luôn. Ở đây là cái cầu thang để mà mình lên trên lầu, đi cũng hơi cao cao, hơi xa xa tí xíu. Rồi, đi ngược lại đây thì hai bên đây là hai phòng ngủ. Đó là phòng ngủ này của cha mẹ mình, có đứa cháu mình nó ở luôn, phạm vi cũng rất là rộng. Đó, quần áo treo toàn ten, thôi mình không quay trong đó đâu. Còn đây là cái võng mà luôn luôn lúc nào là mẹ mình cũng nằm nghỉ trưa ở đây nè. Đó, chiếc võng này rất là thân quen với hầu như là tất cả gia đình Việt Nam. Ở bên đây đó, ngay trước này là cũng là thêm một cái phòng ngủ nữa. Rồi, đây là cái bàn ăn của gia đình, bàn ăn nhỏ nhỏ gọn gọn dễ thương, có hoa văn rất là đẹp và màu đỏ giống như là đỏ của đám cưới vậy. Đây là cái bông sen nè, mọi người có thể thấy hạt sen ở trong đây luôn. Nếu mà các bạn nào chưa bao giờ biết hạt sen thì đây là hạt sen được lấy ra từ đây nè. Đó. Còn đây là xoài, và xoài này là trồng ở nhà, mặc dù là nó đen đúa xấu xí nhưng rất là ngon, giòn ngọt. Và ổi này thì cũng của nhà luôn, giòn ngon lắm. Cà xoài này là xoài cát gì tôi quên mất tiêu, cát lọc gì đó không biết nữa, mà rất là ngọt và thơm. Sang bên kia là tủ lạnh và cam, rồi tủ để những cái chén tô dĩa. Đây là thêm một cái chỗ để đồ đi ha, sữa rồi nước uống. Ở đằng sau cái bức tường này nè là một cái nhà bếp, nhưng mà nhà bếp này thì
sẽ được tiễn đi, bởi vì nó rất là chật chội ở đây và không có cái người mà đứng nấu bếp, nó không có được cái sự tương tác gì với ai ở trong gia đình hết. Bây giờ là gia đình mình không sử dụng để làm cái chỗ chứa để đồ thôi, nhưng mà vài bữa nữa thì sẽ phá đi cái bức tường phía trước mặt mình nè, phá luôn cả cái bức tường này để cho nó rộng cái nhà của mình, và có thể là không làm nhà bếp ở trong nhà, bởi vì nhà bếp ở ngoài mình cũng đã xây thêm một cái. Còn đây là cái tủ chén này kia kia nọ, vì cái thiết kế của cái người chủ cũ và cái nhà bếp đó thì hơi thất bại, là bởi vì cái nhà bếp như vậy rồi xong rồi cắt một cái bức tường như vậy đi ra ngoài cửa rồi đi qua bên đây mới là tới cái chỗ rửa chén. À, nó không có liên hệ gì với nhau hết và mình không thích điều này. Cái thứ nhất, thứ hai nữa là cái bồn rửa chén nó rất là chật hẹp, nó không có cái phạm vi dài ra đây tí xíu ha, mà cũng rất là chật, coi như là mình chỉ bỏ chén vào trong đó thôi chứ còn mình không có cái chỗ để, mình chỉ được rửa những cái món nhỏ thôi, còn cái món mà lớn như nồi niêu xoong chảo thì mình đâu có rửa được đâu. Cho nên đó là lý do nhà mình xây thêm cái nhà bếp ở ngoài và sẽ đập cái nhà bếp ở trong này. Còn đây là cái chỗ để ly chén, và đây là một cái đây là cái sinh rửa mặt mỗi sáng. Rồi ở bên trong đây thì có nhà tắm, ở trong đó là nhà tắm nè, có bồn cầu ở trong đây đó. Đây là cái khu vực nhà sau mình, thì lúc mà mình mua nhà thì cái khu vực này tới bức tường này là xong đó mọi người ha, chỉ ngoài sau này là chỉ là đất trống. Và bây giờ thì nhà mình làm xây thêm hàng rào, xây thêm tường, rồi làm luôn nguyên cái khu vực ở ngoài sau nè, nó ở trên nóc, cho nên là bước ra ngoài sau mát lắm. Được cái là nhà mình phía trước phía sau đều rất là mát, bởi vì nhà nằm chính giữa cái miếng đất. Đây là cái bồn để rửa mặt đánh răng này, cho khách khứa hoặc là bất gia đình muốn ra đây thì cũng được. Thì thường á ở ngoài này sáng sủa thoải mái hơn, cho nên là ai cũng thích ra ngoài này. Ở đây là nhà vệ sinh riêng biệt cho sạch sẽ. Rồi bên đây là một cái nhà tắm đó, thì rất là thoải mái. Tắm ở ngoài này mát hơn ở trong ha. Ở trong thì nhiều khi mở máy lạnh thì rất là lạnh, còn nếu mà không có mở máy lạnh á thì rất là nóng, tắm xong ra là đổ mồ hôi liền. Đây là cái nhà bếp ở ngoài ngoài nè đó. Tắc này là tắc ở nhà trồng luôn nè, ở vườn ở dưới quê của mình đó, ở xã Nhị Quý đó. Tắc mà uống với mật ong là ngon lắm. Đây, nồi niêu xoong chảo treo toàn ten, có lò ga nữa nè, rồi có bồn rửa chén ở trên, rồi xong lại có cái chòi rửa chén ở dưới này. Thường thì người Việt Nam mình thì thích ngồi rửa hơn ha, ngồi xả nước rửa hơn, cho nó rộng rãi, nó thoáng mát, dễ hơn là đứng. Cái chuồng chó nhà mình cũng dễ thương lắm, rồi có cây che mát nữa nè. Đó. Việc sau lưng nhà mình là có một cái miếng đất mà mình cũng đã mua lúc mà người ta mới khai thác đó, thì mình vẫn để đó để trồng rau cải. Còn bây giờ giá bán thì người ta cũng đòi mua hơn 600 triệu, nhưng mà nếu mà bán ra rồi sẽ không mua lại được. Đất ở Cai Lậy bây giờ đang rất là mắc, bởi vì từ huyện Cai Lậy đã trở thành thị xã Cai Lậy và người ta đang đô thị hóa tất cả những cái khu vực xung quanh. Đất vườn bây giờ người ta lên thổ cư hết. Rồi bây giờ mình dẫn mọi người lên trên lầu nha. Đây lên lầu thì cũng khá cao. Đây thì cầu thang này lên hơi cao nè, cái bậc này cũng cao lắm á. Đây quẹo qua bên tay phải thì đây là một cái không gian mà gia đình mình đặt một cái bàn thờ để mà thờ Phật, bởi vì gia đình là đạo Phật. Thì ngày xưa vực ngay chỗ này đó thì mẹ mình để kinh để kệ, nhưng mà nếu muốn thì mình có thể để một cái sofa ở đây để mà có thể ngồi nói chuyện với bạn bè. Ở trên đây mỗi
mỗi cái phòng, mỗi một cái khu vực là những cái plafond màu khác nhau. Ở đây thì có rất là nhiều lịch vạn niên, cái nhà mình ở từ trên xuống dưới thì lịch vạn niên nhiều lắm. Còn bên đây là có cả tranh thêu à. Ok, và bây giờ là mình dẫn mọi người vô trong cái căn phòng mình ở nha. Ở nhà không có ai xài căn phòng này hết, là chỉ chừa cho mình. Đây, ở đây người ta xây luôn cả cái giường. Trong tất cả các phòng ở trong nhà mình á, thì những cái giường này, đây là những cái giường đấy, thì người ta xây bằng đá sẵn luôn, cho nên là không có di dời gì được. Cứ phải là đặt cái giường ở cái vị trí này. Rồi đây plafond cũng màu khác nhau hết. Bên kia là cửa sổ, cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Và phòng này khá rộng, tính ra so với bên Mỹ thì bằng cái master room ở bên Mỹ đó. Các bạn thấy mấy cái thùng của mình đi từ Việt Nam, đi từ Mỹ về để vẫn còn để ở đây, ba lô. Rồi đây là phòng bàn trang điểm, để cho có lệ thôi chứ mình cũng không sử dụng. Ở đây là cái tủ quần áo mình âm trong tường, và đây là có luôn cả cái kiến để mà mình có thể xem xét mình trước khi mình đi ra ngoài đường. Hôm nay mình mặc đồ ở nhà nha quý vị, nóng quá cho nên là mình mặc ở đồ ở nhà nè, mặc quần cục nè đó, để mình quay luôn. Đây là tủ đựng quần áo của mình ha đó. Rồi xong mình đóng lại, thì kế tiếp là ở trên đây là coi như một cái thế giới riêng biệt, hoàn toàn độc lập với tất cả mọi người, bởi vì mình có phòng tắm, phòng vệ sinh, rồi tất cả mọi thứ ở đây. Chỉ cần đi xuống ăn thôi, chứ còn lại tất cả mọi sinh hoạt thì mình có thể ở trên đây hết luôn đó. Đây có cả bathroom và tất cả mọi thứ. Và nhà thì nền gạch một màu, nền tường một màu, mà plafond một màu, cũng đầy đủ màu sắc ha. Nói rồi thì từ ở trong phòng mình đi ra nè mọi người, nè trong phòng mình đi nha. Ra thì bên tay trái là cái bàn thờ này nãy nè đó. Rồi đi thẳng ra nữa là mình đi ra ngoài ban công. Từ ban công đây mình có thể nhìn thấy cái ở ngoài. Khung cảnh ở trên đây cũng rất là đẹp, mái ngói màu cũng sang trọng, là mình thích cái màu này nè đó. Rồi á, anh rể mình về tới rồi, hết ở nhà một mình rồi mọi người ơi. Anh rể về tới rồi, đang đứng trước cửa đó. Ở đây là mình nhìn xuống nè, ở chú chó của mình chạy lon ton ra, hai chú chó chạy lon ton ra cũng thấy cưng lắm. Rồi bên đây là đường đi. Rồi cái khu vườn này là vài bữa nữa sẽ trở thành một cái khu nhà trọ hay là xây mặt bằng gì đó. Người ta đang đốn dừa, mọi người thấy là dừa đang có trái sắp được thu hoạch đó. Để trồng một cái cây dừa để có trái giống như vậy là mất phải vài năm, nhưng mà bây giờ vừa có trái thì người ta lại phá nó đi. Và phía trước mặt mình là dãy nhà đó, là một cái khu nhà trọ cũng mới xây năm rồi. Đấy, và những cái miếng đất đấy mọi người thấy không, cách xa cái bức tường đó là còn tới 4 cái nền nhà đó, mà mỗi một cái nền nhà chừng 4-5 mét thôi, mà rất là mắc nha, 600 triệu 700 triệu trở lên. Rồi đây là quang cảnh xung quanh nhà mình. Rồi bây giờ lên trên đây gió mát, rất là mát luôn. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Rồi chào tạm biệt mọi người nha.